Rồi em xin chào tất cả mọi người ha. Và ngày hôm nay là ngày 29 tháng 7 âm lịch mình ha, tức là cuối tháng 7. Thì hôm rày thì em cũng có nhiều câu hỏi của cô chú ha, đã gọi em là cái cây mai mà hiện tại bây giờ ha, cuối tháng 7 rồi, đầu tháng 8 mà cây mai của những cô chú anh chị em mình nó đã bị lì đọt ha, chưa lộng lì nụ ha. Những cái cây mà nó không có chịu lên đầu kim mà nó cứ đi tược hoài ha. Thì hôm nay em lên với cái tiêu đề là cái cách mà để cho cây mai của mình nó đóng đầu kim, cách đi phân ha, để cho cây mai mình nó đóng đầu kim đối với những cây lì nụ và chậm lên nụ ha, chậm lên đầu kim. Thì trước tiên thì em cho mọi người xem ha, cái cây mai của em, cái cây này ha, là không cả em cho nó là đi đọt. Thì hiện tại bây giờ thì tạm thời ha, cái tàn nó cũng đã kín rồi ha. Đây cũng có cái gốc, cái cây này là thì em trồng từ cây phôi ha, là em cắt gọn lại là để em chơi, em sửa gọn ha, em không có thả, cho nên em vô kẽm không gài ha. Thì tạm thời bây giờ là cái tàn nó cũng đã theo em ha, thì được ha, được thôi chứ không có đẹp ha. Rồi thì trước tiên cho mọi người xem cái cây mai này hổm gài là em chưa ha, em chỉ là bổ sung hữu cơ, tức là em chưa em cho nó vừa đi đọt và nó vừa làm nụ, mà dạng hữu cơ em cho nó đi hằng HPB ha. Thì trước tiên em cho mọi người xem thì cái vàng kim hiện thời bây giờ thì cái vàng kim nó đã đóng ha, tức là bây giờ nó đã đóng đầu kim ha, và thậm chí nó có một số là nó đã lên nụ ha, cái này là em gọi là nụ đi ha, nó tại vì nó mập mập rồi nè ha. Thì nó đã lên đầu kim đều. Trong cái thời điểm này ha, đối với cái cây mai này thì là nó chưa, em gọi ha, cành nhánh nó chưa đủ già, chưa đủ già ha. Tại vì nếu mà cái cây mai của mọi người chơi cây mai ghép hay là cây mai riêng, từ khi mà mình trồng phôi ha, tức là cắt xả tàn gọn, cắt đôn sâu, thì cho đến khi mà cái mai mình nó để được cái độ bông mà nó gộ và nó đạt, thì mình chăm ít nhất thì cũng từ một năm ha, một năm trở lên. Thì đối với cây mai này thì cô em này năm thì tính tới thời điểm hiện tại bây giờ nó khoảng một năm, khoảng năm đúng ha, tức là trên dưới gì đó em không nhớ kỹ ha. Thì đối với những cái cây mai mà hiện thời bây giờ của cô chú á, mà chưa có đâm, chưa có ra đầu kim, thì trước tiên thì mọi người ha, trước tiên thì mọi người nên cắt thằng dưỡng rễ, cắt thằng dưỡng rễ giúp em ha, đừng bón, đừng có pha thằng dưỡng rễ. Một là cắt dưỡng rễ, thì trước tiên bây giờ là em nói với cô chú anh chị em mình, trước tiên thì mình xem kỹ cây mai của mình lại ha, xem kỹ lại nó có lên đầu kim giống như của em hay không ha. Thì trước tiên thì mình xem đi ha, chứ thôi em chia sẻ về cái cách mà mình cắt dưỡng rễ mất công rồi những cái đầu kim mà nó bự quá ha, thì nó sẽ hiện tượng mà nắng nhiều quá, sốc nhiệt nó sẽ dễ bị bung ha. Thì trước tiên mọi người xem cái cây mai của mình nó có đóng đầu kim nhiều hay là chưa. Nếu mà cái cây mai mình nó đã đóng đầu kim nhiều rồi thì mình chăm cứ bình thường, giống như những cái clip trước em đã chia sẻ rồi ha. Thì mình cứ chăm bình thường, tức là một cử hữu cơ dạng cử 3 số 17, mình đi cho giữa, tức là ngày mai nè, ngày mai là bắt đầu là em vô một cử phân ha, vô một cử phân là em cho nó đi một cây đọt cuối cùng nữa, rồi bắt đầu em mới là chuyển sang giai đoạn là em cho nó tập trung nó nụ hết ha. Thì đối với những cái cây bây giờ á, mà nó chưa lên đầu kim, chưa tạo nút gạo được ha, chưa lên đầu kim được, thì mình kết hợp là mình đi phân cái thứ nhất và chặn đọt. Em nói về cách đi phân trước đi ha. Thì những cây mà bây giờ mình chưa lên đầu kim thì mình á bón 3 số 17 là phân ha, em nói phân trước ha. Cái thứ nhất 3 số 17, cái thứ hai DAP, và cái thứ ba là 20-20 ha, tức là 3 số 20, và cái loại phân thứ tư là siêu lân kẽm, siêu lân ha. Siêu lân thì cái hàm lượng nó cũng giống như thằng DAP vậy ha, thằng DAP như nó 16, 18, 46 không, còn cái thằng siêu lân ha, cái hũ siêu lân á, thì năm ngoái em cũng đã có chia sẻ thằng siêu lân ha. Thì thằng siêu lân nó là hình như nó là 19-49 không, thì hai thằng siêu lân nó và thằng DAP thì hai thằng nó cái liều lượng, cái hàm lượng của nó giống nhau ha, cái tỷ lệ phần trăm á của phân ha nó giống nhau. Thì một
là mọi người bón những cái loại kể trên ha, những loại kể trên thì mọi người đối với những cái cây mà chưa lên đầu kim ha, clip này em nói là chưa lên đầu kim thì mọi người bón không cộng thằng dưỡng rễ, không cộng dưỡng rễ ha. Và tại sao không cộng dưỡng rễ ha? Cái thứ nhất mình bón phân á, tại sao mà mình không cộng dưỡng rễ? Thì cái thằng dưỡng rễ á, thường thường thì em chia sẻ cây mai của em thì em cộng dưỡng rễ để giúp cho cây mai mình nó khỏe, nó đi đọt ha, nó vẫn đi đọt. Thằng dưỡng rễ á, nó hỗ trợ đi đọt, nó hỗ trợ đi đọt ha, tại vì cái rễ nó mạnh, nó khỏe thì cái đọt mình nó mới đi. Còn bây giờ những cái cây mà đầu kim nó chưa có đóng thì bắt buộc mình, tại vì nó đi đọt hoài mà nó không có đóng được đầu kim ha, thì bắt buộc mình, cái thứ nhất là mình giảm thằng dưỡng rễ lại, giảm lại ha. Và cái thứ hai, những cái cây mà cái tược nó sung quá thì có thể cắt luôn ha, cắt luôn, chỉ bón một thằng NPK là những loại em kể trên ha, những loại em vừa kể trên á, thì những loại đó nó sẽ giúp cái cây mai mình nó già lại, tức là nó già, nó khằn lại. Chứ mà cái thời điểm này mà đọt mà nó đi dù dù ha, thì những cây mà nó chưa đóng đầu kim mà đọt đi dù dù thì có thể là nó sẽ bị đóng trễ ha. Đóng trễ thì cái nụ non Tết mình chơi nó không có đẹp ha. Thì việc đầu tiên á, thì mọi người chỉ bón không, bón không và tuyệt đối không vô hữu cơ trong thời điểm này đối với những cây mà lì đọt. Nó lì ha, cũng là do là cái thứ nhất là do chế độ chăm sóc, mình đi đạm cao quá, đi đạm cao quá ha, đọt đi hoài là nụ nó không chịu ôm. Là cái thứ hai là do nhiều khi do cái giống ha, em đổ thừa cái giống luôn đi ha, chứ giờ em cũng biết làm sao. Tại vì á, mình đi phân mà cái hàm lượng đạm cao quá, nó còn tích trữ cái lượng đạm á, trong cái thân ha, nó còn, em gọi là nó cái hàm lượng đạm nó còn trong thân nó quá nhiều, thì bắt buộc nó cứ đi đọt hoài. Thì cuối tháng này nè là tới cửa phân rồi ha, thì cô chú anh chị em mình nên xem lại cái cách đi phân của mình là cái thứ nhất ha. Và cái thứ hai, nếu mà có đi phân thì chỉ đi phân NPK đơn. Một là giảm cái hàm lượng dưỡng rễ lại. Em ví dụ lúc trước thì nếu mà mọi người có cộng thằng NPM là 40 gram ha, trên 20 lít nước, thì bây giờ mọi người giảm nó. Cái thứ nhất, một là giảm lại phân nữa. Nếu mà đối với những cái cây mà nó lên nụ kim ít ha, ít mà nó còn nhỏ thì giảm lại phân nữa. Còn những cây mà nó chưa lên đầu kim luôn thì mọi người cắt luôn thằng dưỡng rễ giúp em, không bón dưỡng rễ ha, để cho cây mai của mình nó già, nó già ha, cho cái đọt nó không đi nữa thì nó mới làm nụ được ha, thì nó mới làm nụ được. Chứ còn mà mọi người bổ sung thằng dưỡng rễ, bổ sung dưỡng rễ ha, thì cây mai mình nó đi đọt tiếp. Gặp mà thời tiết không gài ha, mưa nhiều thì đọt nó đi rất là mạnh ha. Rồi thì khi mà mọi người bón dưỡng rễ nhiều quá thì cái đọt của mình nó đi rất là mạnh ha, thì nó sẽ làm cho cái đầu kim của mình nó không đóng được nụ được ha. Thì là cái thứ nhất về cách bón phân, mình chỉ bón đơn và không bón luân phiên với hàng hữu cơ. Tức là thời điểm này nếu mà những cây mai mà nó lì đọt, nó lì lên đầu kim thì bỏ luôn hàng hữu cơ ha. Thì cứ 15 ngày mọi người bón là NPK đơn không ha, không có cộng gì hết, hoặc là dưỡng rễ cộng nhẹ thôi ha. Là những loại phân NPK nãy em vừa cái tên là 3 số 17, 3 số 20, DAB hoặc là hàng siêu lân kẽm ha, siêu lân á, tức là hàng siêu lân mà để dành cho nụ ha. Còn nếu mà trên tàn mọi người có thể kết hợp phun thằng 10 55 10 cộng TE của hãng rau mo ha, là những cái hữu phân mà hôm em đã chia sẻ rồi ha. Rồi đó là về cái cách bón phân. Và cái cách thứ hai là tác động đến cây. Thì đối với những cái cây mai mà nó ôm nụ kim thì mọi người nhìn cũng biết ha, nó đi đọt hoài thì nó không bao giờ ôm nụ kim được ha. Thì mình tác động đến nó là ngắt đọt ha. Cái cây này em đã ngắt rồi ha, đây ngắt sạch rồi ha, thì nó lên, bắt đầu nó sẽ lên. Thì mình nói chung là nó rất là đơn giản. Đối với những cây mai mà nó chưa lên đầu kim thì cái cách thứ nhất, mình làm cho nó già cái lợi, già cái lợi ha. Tức là già cây lợi là cái hàm lượng phân mình bón ít, bón vừa đủ, cái thứ nhất. Hoặc là cái hàm lượng phân của mình nó là có hàm lượng là hàng lân và hàng kali cao thì nó cũng giúp cho cây mai mình nó già lại ha. Và tránh những cái phân mà dùng để mà dưỡng rễ ha, tức là tất cả các loại dưỡng rễ, tránh phun qua tàn và tưới gốc. Và tưới gốc ha, thì mình ngắt đọt, mình bấm chặn nó, thì cái việc mà mình ngắt đọt với mình kết hợp với bón phân đơn, bón phân NPK đơn không có cộng dưỡng rễ thì nó giúp cho cái cây mai của mình nó ức chế sinh trưởng. Tức là nó không có con em gọi
tạm thời là nó không có được sung đó, thì nó sẽ không đi đọt, lú đọt ra là ngắt, thì nó sẽ tập trung nó nuôi những cái đầu kim bên trong, thì nó sẽ tạo thành nụ trong thời gian tới ha. Thì clip này á, nước rồi còn vấn đề mà cách tưới phân ha, thì trước khi mà mọi người tưới phân như em hiện nay ha, là hôm qua là có mưa 5 gram ha, thì ngày mai là em dự định là em sẽ tới cử tưới phân em tưới ha. Thì ngày nay em cắt nước nó ha, em cắt nước nó trước một bữa thôi ha. Còn nếu mà nắng gắt quá thì chiều em tưới ha, nếu ngày nay là nắng nó gắt quá thì chiều em tưới ha, thì để cho nó cái mai mình nó hấp thụ phân nó được tốt hơn. Đối với những cái mai mà mình chuẩn bị tưới phân ha, thì mình nên giảm hàm lượng nước trước một ngày, hoặc là mình cắt luôn một ngày để qua ngày hôm sau cái bầu đất của mình nó khô ráo ha, thì phân mình tưới vô nó mới hấp thụ nhanh hơn ha. Chứ bầu đất mà mình nó cứ ẩm hoài ha, mình tưới phân vô năng không được nhiều ha. Là cái đó là những cách mà em chia sẻ đến với tất cả mọi người ha. Thì cái cách mà em chia sẻ nãy giờ ha, thì chỉ là dành cho những cây mai mà cuối tháng 7 đầu tháng 8 âm lịch mà nó chưa vô đầu kim, nó chưa đóng đầu kim ha, chưa đóng nóc nụ. Thì cái cách này á thì em cũng chia sẻ lên đến với tất cả cô chú anh chị em mình mới tập chơi cây mai vàng ha, để có cái cách mà mình tham khảo ha, là mình khống chế cái đọt của cây mai để cho cái cây mai mình nó vô nút nụ ha. Thì bây giờ là tới mà ngày lặt lá thì nó cái nụ nó mới được già được ha, chứ còn mà cái cây mình nó đi đọt hoài trong thời điểm này ha, nó đi đọt hoài mà nó chưa đóng đầu kim. Đối với những cây mà chưa đóng đầu kim ha, mà nó đi đọt hoài thì cái nụ mình nó sẽ bị hơi bị trễ, tức là cái nụ tới thời điểm lặt lá nó sẽ non ha, nó sẽ non, bông nó cũng không đạt ha, không bị chùm và cũng không đạt. Thì clip này em cũng xin tạm dừng ha, thì em cũng xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người lại clip sau ha, em xin tạm biệt tất cả mọi người ha.